À, xin chào các bạn. Thì bỏ qua sự nhộn nhịp cũng như sự đang hot ngọt của xui, thì hôm nay mình gửi đến các bạn một cái dự án là dự án SE thì ngắn. Thực ra cái dự án này nó đã từ rất lâu rồi các bạn ha. Hiện nay thì cái giai đoạn test này sẽ được chấm điểm bởi blocking. Rồi thì mình đã từng nói với các bạn rồi, chỉ sợ các bạn không tham gia thôi. Còn các bạn tham gia không khi nào là muộn hết. Thì mình cũng nói luôn là dự án này bây giờ mình cũng mới bắt đầu làm thôi. Và hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây. Thì đầu tiên thì mình sẽ để các link ở phía dưới. Khi các bạn kết nối vào thì các bạn hãy login. Thì các bạn sử dụng tài khoản Google luôn, Google tức là Gmail của các bạn luôn cho nó nhanh. Hiện nay đang có 4 cái nhiệm vụ các bạn cần phải hoàn thành. Cái nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản, không có vấn đề gì. Rồi, thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái ví, là có thể là ví Kepler, hoặc là tí nữa chúng ta làm nhiệm vụ thì sẽ có một cái ví mới ha. Thì faucet thì mình cũng chỉ luôn các bạn ha. Thì các bạn chỉ việc vào cho Discord server của SEI, mình đọc là sale đi ha, sale đi ha. Rồi thì tiếp theo các bạn vào phần faucet, cái phần là faucet Atlantic 2 faucet, và các bạn đánh cho mình cái lệnh là gì, chấm than faucet, và cái địa chỉ sale của các bạn vào đây. Đây mình đang xài cái ví là Kepler các bạn ha. Rồi thì nếu các bạn không có ví Kepler thì tí nữa trong quá trình chúng ta làm nhiệm vụ thì chúng ta vẫn có thể có được, nên các bạn không cần phải lo lắng. Rồi tiếp theo, đầu tiên các bạn chọn cái gì? Testnet Mission đầu tiên. Rồi, các bạn chọn Next. Rồi thì đầu tiên người ta sẽ bảo các bạn là gì? Hãy đây nè các bạn ha, để hoàn thành cái nhiệm vụ này thì bạn phải cần có cái ví List Wallet. Rồi, và có cái Intro Active này. Thì việc đơn giản của các bạn là cài cái ví List Wallet này vào thôi, không có vấn đề gì hết. Đây, get này. Rồi, các bạn chọn cho mình các bạn xài trình duyệt nào thì các bạn xài sử dụng trình duyệt đó các bạn ha. Tạo ví mới, các bạn đánh vào tạo ví mới đây. Các bạn lưu cái seed phrase lại, các bạn tạo mật khẩu là xong. Đây thì mình sẽ import cái ví đây, hiện đang có của mình là cái ví Kepler vào đây các bạn ha. Rồi sau khi mình import cái ví của mình vô thì mình chỉ việc gì? Đây. Cái ví mới đầu rồi đây các bạn ha. Mình enable nó lên. Rồi, xong. Cái ví mới của mình đây. Rồi, việc còn lại các bạn không phải cần phải lo lắng. Rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Rồi tiếp theo vào phần step by step đây các bạn ha, vào phần hướng dẫn này các bạn vào đây để các bạn kiếm thêm một ít điểm nữa các bạn nha. Đây các bạn sẽ kiếm được 200 block. Thôi cái việc của các bạn là gì, đọc những cái dòng ở trên này. Cái thứ hai là tiếp theo gì, take a challenger. Gì take a challenger, thì tiếp theo là các bạn chọn gì, next. Rồi download bay, cái này các bạn làm rồi, này các bạn làm rồi. Rồi tiếp theo là gì, tạo ở create new wallet, rồi backup seed phrase ha các bạn ha. Cái việc rất là đơn giản, tạo ở strong password để bảo vệ ví của các bạn. Rồi thì tiếp theo là gì, các bạn gì kết nối cái ví vô, do lúc nãy mình kết nối bằng cái ví rồi cho nên là bây giờ nó sẽ bỏ qua cái bước này ha các bạn ha. Và cuối cùng là gì, mình đã nhận được 200 block ở đây. Thôi ngoài ra thì các bạn để lại một review ha, một cái review là cái này các bạn ha.
mình có nói ở trước đó, thì các bạn điền, các bạn làm hết đầy đủ, thì sau khi Blockit người ta thấy ok thì người ta sẽ cho các bạn thêm thêm điểm. Đây là một cái phần làm phụ thôi nghe, không phải phần làm chính. Bây giờ mình sẽ quay lại với phần làm chính của mạng sale. Rồi thì ở đây tiếp theo là gì? Các bạn kết nối ví của các bạn vào. Rồi các bạn refresh lại một cái thôi các bạn ha. Rồi các bạn next này, connect này, approve này. Rồi sau đó gì? Các bạn next. Rồi các bạn faucet. Thì faucet thì các bạn vào đây, các bạn chọn gì mà faucet pay. Rồi các bạn có thể gì connect cái ví của các ký ví lead của các bạn vào. Rồi các bạn chọn autofill thì nó sẽ tự động nó điền cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Các bạn chọn next. Rồi bây giờ là gì? Máy ảnh. Cái bước này là bước xác nhận thôi, không có gì hết các bạn ha. Rồi request sale. Rồi các bạn đã hoàn thành xong cái bước này. Thì thực ra là cái cách mà để các bạn lấy được sale nhanh nhất là gì? Các bạn hãy copy cái địa chỉ ví của các bạn ha. Xong rồi các bạn vào gì? Các bạn copy cái địa chỉ ví của các bạn, bấm vào cái biểu tượng này các bạn ha. Các bạn chọn cho mình là gì? Sale Atlantic ha. Đây các bạn ha. Rồi các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy gì? Các bạn có một sale, mình có một sale ở đây. Rồi ok, tiếp theo là gì? Các bạn next ở đây. Rồi các bạn chờ nó tự động nó kiểm tra ví của các bạn. Next. Rồi sau đó là các bạn gì? Các bạn hãy follow Twitter của sale, follow Twitter của Blockit. Rồi các bạn like và retweet cái này. Follow các bạn ha. Rồi tiếp theo là gì? Chúng ta like và retweet cái này nữa. Rồi sau khi hoàn thành thì các bạn để lại gì? Twitter handle của các bạn ở đây. Các bạn chỉ việc submit là các bạn đã xong. Ở đây nó có một bước là các bạn hãy login bằng Discord nữa. Không được thì các bạn back lại các bạn ha. Rồi các bạn phê duyệt lại. Rồi cuối cùng là gì? Các bạn đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên, được 100 điểm. Tiếp theo các bạn làm, chúng ta làm cái phần thứ hai. Rồi disconnect đây rồi các bạn ha, cài đặt ví đây rồi, sell for set để claim sell mình có đây rồi. Rồi đang check ok next. Rồi cái này là các bạn gì? Các bạn hãy gì claim cho mình một ít token USDC test thì các bạn chỉ việc vào đây. Các bạn hãy connect bằng ví gì? Đèn giao thông. Rồi các bạn chọn cái ví mà nãy giờ chúng ta đang làm. Mỗi lần các bạn request các bạn sẽ được là 100 USDC. Rồi 100 đây rồi các bạn ha. Các bạn cứ request cho mình hai lần đi.
bởi vì rồi các bạn cũng sẽ dùng đến mà thôi. Rồi, 200 vậy là hoàn thành rồi các bạn. Tiếp theo là gì? Chúng ta hãy chọn là check status. Chúng ta có thể refresh lại. Rồi. Rồi, việc tiếp theo là của chúng ta là gì? Chúng ta hãy tham gia vào Lotbet của Tsunami Final. Final ha các bạn ha, chọn là gì? Lotbet. Sau đó các bạn chọn là gì? Tsunami Final. Rồi, ở đây các bạn hãy mua chữ kết nối cái ví lead của các bạn vào. Rồi, tiếp theo các bạn chọn mua và các bạn chọn mua với 50 USDC. Đây các bạn ha. Mạng sale chạy khá là nhanh và khá là ổn định các bạn ha. Thì lâu lâu nó sẽ vẫn có những cái lỗi xảy ra, nhưng mà nó là gì? Lỗi rất là nhỏ và không có đáng có. Rồi sau khi chúng ta mua xong thì làm sao? Chúng ta hãy tiếp tục next. Rồi click buy này các bạn ha, click buy này, sử dụng năm này. Rồi nếu mà nó run fail á thì hãy tăng trên section ga lên ở phần advanced zone testnet and feedback ở telegram channel. Rồi các bạn hãy join group, các bạn hãy show speak read speed I love it. Rồi mình để lại một cái feedback như vậy thôi. Tiếp theo next. Rồi bây giờ các bạn có thể thấy được cái new position các bạn ở phần dashboard thôi các bạn ha. Ấn vào đây đi cho nó nhanh này các bạn. Connect wallet. Rồi các bạn sẽ thấy cái này của các bạn đây là ha. Rồi tiếp theo các bạn ấn next thôi. Rồi các bạn hãy theo dõi cái ellipse twister này là xong. Rồi thực ra cái này thì các bạn không cần nữa ha, bởi vì cái này các bạn làm ở bước trước rồi. Giờ các bạn để lại gì? Twister handle là xong. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Tiếp theo chúng ta hãy tham gia nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ thứ ba này liên quan đến gì? Thiền trưởng Sparrow. Rồi trước khi hãy đảm bảo rằng cái này mình đã ok rồi ha. Mission 1 hoàn thành, cần Excel token. Rồi ok, có luôn các bạn ha, kết nối với ok đây rồi ha. Tiếp theo là gì? Faucet mình cũng không cần luôn, đang chất số lượng ok luôn. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo chúng ta hãy mua một ít room. Enter app, các bạn kết nối ví vào. Rồi mình sẽ swap mà sale sang room. Mình đang có 1.95 này thì mình sẽ mua ở đây. Các bạn nhớ là cái này mình sử dụng chẳng có dấu chấm phẩy nha các bạn. Rồi mình mua là 0.2, 0.1 cũng được các bạn ha, được 6 room các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đã có 6 room. Check status. Rồi đã có 6 room. Tiếp theo gì? Hãy
stake, hãy vào stake your claim put more 0.1 barrel swap serum pool. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào stake. Bây giờ mình sẽ stake sell và room. Thật sự mình chưa hiểu lắm. 0.1 Inspiro sell room pool. Các bạn, cái này là mình phải vào wipe out kết hợp. Rồi, đại khái là liên quan đến cái bull này các bạn ha. Oxy bull thì bây giờ chúng ta làm bull, mình cũng không cần biết luôn. Thì mình hướng dẫn cho các bạn luôn, add liquid. Cứ các bạn cứ chọn gì, cung cấp max. Hoặc là cái này là gì? 0.0 0.1 6.35 add liquid. Rồi, theo mình thì các bạn nên cái swap thêm 0.1, 0.1 nữa đi nhé. Ủa. Rồi, ok, nó nhận sale hơi chậm các bạn ha. Tại vì lúc nãy mình thấy có 0.1 sale, nhưng mà thực ra là cái sale của mình lúc đó được có không, khi mình làm xong được có 0.09 này, cho nên là mình làm theo bước này lại thêm một lần nữa các bạn. Rồi, add bull cho sale. Bây giờ mình chỉ các bạn add thêm cho mình một cái bull nữa luôn. Đó là gì? USDC. Available 50, chỗ này các bạn để cho mình là 75 thôi được rồi ha. Rồi, sau đó là gì? Next. Rồi, hoàn thành tiếp theo. Các bạn sẽ qua những cái thứ tư. Các bạn hãy để nguyên. Mạng nó chạy hơi chậm cho nên là nó chưa có nhận được số sale mình đang có các bạn ha. Rồi, Faucet USDC đang có 65 rồi. Rồi, tiếp theo là các bạn làm cái gì? Cung cấp liquid cho sell room và sell USDC này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, sau đó là gì? Có
Có. Rồi, tiếp theo là gì? À, các bạn hãy vào phần farm rồi làm gì đây? Farm token require. Ok, đại khái là giống như chúng ta vào chúng ta farm hai cái đó các bạn hả? Chúng ta stake vào. Rồi, xong đó chúng ta stake ở dưới này nữa. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta gì? Hãy cứ claim vì một lần cái này đi các bạn ha. Rồi, ở dưới. Rồi, hoàn thành. Nhanh. Rồi, zone Sparrow Discord lock. Rồi, các bạn hãy nhớ zone Discord của nó. Ngoài ra, ở đây các bạn hãy review về cái sự đại khái là giống như là các bạn hãy hãy từng bóc cái dự án lên ha. Rồi, các bạn chỉ việc vào các bạn tweet là xong. Thì hashtag của nó đây, thì các bạn phải là gì, các bạn hãy tap hai cái dự án này vào và các bạn để cái hashtag này nữa là xong. Rồi, mình kết nối vô tới vậy thôi. Mình để coi mình còn làm gì nữa. Run. Rồi, không phải verify gì các bạn hết ha. Rồi, tiếp theo thì các bạn hãy làm như người ta mong muốn là được. Rồi, street. Xong nhiệm vụ. Thôi, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành bốn cái mission đầu tiên của Sell Testnet Atlantic 2. Thì mình nghĩ là sẽ còn khá là nhiều nhiệm vụ ở phía sau nữa. Các bạn hãy theo dõi để hoàn thành thêm cái nhiệm vụ phía sau. Thì các chúng ta phải hoàn thành càng nhiều càng tốt, và tốt nhất là chúng ta hãy làm tất cả các nhiệm vụ có thể để nâng cao cái trải nghiệm cũng như là nâng cao cái điểm của chúng ta, vì khả năng rất cao là sale sẽ erode cho người dùng, và mong rằng chúng ta sẽ có được một suất erode trong tương lai. Rồi, mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy hay cho mình một like, một subscribe. Xin chào các bạn.